thì thật là khi cái bát thiên thất đó, nó là một cái cấu trúc cơ và màng phức tạp, nó sắn lại với nhau để nhau ra thành hai buồng phức phải và phức trái. Sự phân chia này đi từ mõm của thất đến gắn vào bát thiên nhĩ ở ngang cái ba vị thất hay là gối mạnh màng. Người ta giải thích cái sự hình thành của cái bát thiên thất nó phức tạp lắm, nhưng mà mình chỉ biết là cái bát đó là bát cơ màng và nó làm nó hình thành được và nó sắn từ mõm tới đáy. À, thông thiên thất được định nghĩa là sự hình thành bất thường của các bát thiên thất dẫn tới sự thông thương về mặt huyết động giữa phải và phức trái. Thông thiên thất là bệnh thường gặp, được phát hiện từ giữa thế kỷ 19, được Roger mô tả đầu tiên với các triệu chứng lâm sàng. Thì các anh chị biết rồi ha, Roger là thông thiên nghĩa gì? Lỗ lớn hay lỗ nhỏ? Lỗ nhỏ ha. Rồi. Các bạn học thông minh nghĩ thông minh thất xong, các anh chị thấy là đây là những cái bài cơ bản để mình làm những cái bài khác. Essinger mô tả các dấu chứng muộn của bệnh nhân thông minh nghĩ lỗ, thông minh thất lỗ lớn và động mạch chủ cởi ngựa là có tiếng chết lúc 32 tuổi. Cái thuật ngữ mà phức hợp Essinger thì được hình thành để chỉ cái thông minh thất mà có tăng kháng lực phổi và cái sân lúc này nó đảo sân từ phải sang trái. Thông liên thất chiếm đa số là thông liên thất đơn thuần, nhưng có 40% là phối hợp với các bệnh tim bẩm sinh khác. Bây giờ mình nhớ được có nhiều bệnh tim bẩm sinh có thông liên thất, ví dụ điển hình là cái chứng pha lô này, là thông liên thất không lỗ, không lỗ ba là mạch phổi, có thông thất thở, có thông liên thất cái gì nữa, tất cả là đường ra, đúng rồi, thân chu động mạch, chuẩn bị là động mạch nhiều lắm nha. Thông liên thất đơn thuần thường gặp, cái ba động mạch chủ thường gặp nhưng mà trong cái bệnh mà tim bẩm sinh á, thì thường cái động mạch chủ hai mảnh thì thường gặp nhất, chiếm khoảng 30% trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh còn sống và tỷ lệ là 9,7% trong bào thai bị bệnh tim. Thông liên thất có nhiều kích thước khác nhau và có thể có một hay là nhiều lỗ. Cái này cũng rất là hay, các anh chị ở đây có nhiều ca rất là như là cũng rất là nhiều cái từ rất là hài kịch, đúng không, nhiều từ rất là hài kịch. Bệnh nhân làm siêu âm tim muốn mổ tim đó, thì phải có ít nhất là hai bác sĩ khác nhau, hai bác sĩ đó nếu mà một bác sĩ lớn và một bác sĩ nhỏ hoặc là hai bác sĩ lớn. Và khi mà làm một cái siêu âm gọi là siêu âm trước mổ, siêu âm từ đó bắt buộc một bác sĩ lớn gọi là senior làm. Bệnh nhân làm là thông liên thất màng thôi, lỗ duy nhất tăng áp phổi, mổ xong sau khi mổ xong vẫn nghe nó rào rạc, không biết là mình mổ thông liên thất xong nó tồn lưu, thông liên thất tồn lưu hay là như thế nào, thì lúc này mới phát hiện ra là thông liên thất phần cơ bè rất lớn và áp lực phổi vẫn rất là cao. Bệnh nhân bị nhiễm trùng sau phẫu thuật viêm phổi. Thì bây giờ cái mà sợ nhất á, mổ ra lúc này không tốt, rồi phải ráng điều trị hết cho đủ liệu trình kháng sinh xong mới phẫu thuật vá cái thông liên thất phần cơ. Tại vì phần cơ nó lớn quá nên không thể bít bằng dụng cụ được, mà cái thời đó là thông liên thất mà bít bằng dụng cụ thì chưa phát triển như gần đây. Gần đây mới mình phát triển thông liên thất mình bít được, thì mình nhớ cái ca đó là rất là nặng, sau này bị viêm tâm mạch nhiễm trùng chứ nặng lắm. Nên khi làm các anh chị đừng bao giờ quên là thấy được cái thông liên thất, nghe em khỏi đâm thu siêu âm thấy được cái thông liên thất là mình thấy rất là mãn nguyện rồi, thì đừng nên thì nên tìm xem có thông liên thất phần cơ bè hay không, rất là quan trọng. Các thường khác của bát thiên thất bao gồm phì đại bát thiên thất, phần bát thiên thất không có bát thiên thất và tâm thất độc nhất. Theo các anh chị về phôi thai học thì sự phân chia mầm tim nguyên phát thành các buồng nhĩ và buồng thất bắt đầu từ ngày thứ 28 của thai kỳ. Cái hình phôi thai học hồi nãy mình nhớ chứ, nữa mình sẽ gửi cho các bạn hai bài này mình tập mới hơn. Trước tiên là cái bát thiên thất hình thành một cái ụ nhô ở giữa cái sàn tâm thất gần mõm. Cái khiếm khuyết bát thiên thất trước tiên là hình thành ở phần gần của cái bát thiên thất gọi là lỗ bát thiên thất. Sau đó có sự tăng sinh dần dần của cái mầm tim nguyên phát và cái bắp cơ
cơ nó càng thành dày lên. Cái bờ tự do của cái bắp tim phát nối với gối nội mạc vào khoảng ngày thứ 49 của thai kỳ. Cái lỗ bắp tim thất đóng vào khoảng ngày thứ 56 của thai kỳ, khi mà cái mô của gối nội mạc hình thành từ hai phần, ba phần. Phần thứ nhất là ụ nhô ở hành thất phải, thứ hai là cái ụ nhô ở hành thất trái, và thứ ba là cái gối nội mạc. Cái bắp tim thất dày nhất ở phần mõm và nó mỏng dần đến cái van nhiệt thất là chỗ mỏng nhất. Như vậy thì thông linh thất nó xảy ra vì những cái lý do gì? Thứ nhất là nó dừng đóng cái phần dưới của van và mặt chủ, do đó là nó phát triển của thứ nhất là cái bắp cơ ở phần quan hợp, thứ hai là gối nội mạc, thứ ba là sự phồng lên của cái bắp hạnh. Mình không biết là dịch là gì nên mình nói là cái của cái phần cô đan. Thứ hai là do sự gia tăng hủy cái mô cơ tim trong quá trình hình thành cơ bè của cái bắp cơ. Về phân loại và tần suất, phân loại thì có hai loại chính: thông tim thất phần mềm và bắp cơ. Cái phần bắp cơ người ta chia làm vùng nhộng, vùng tống và phần cơ bè. Như vậy tóm lại thì mình có mấy loại thông tim thất? Bốn loại: thông tim thất phần mềm, thông tim thất vùng nhộng, thông tim thất vùng tống và thông tim thất phần cơ bè. Thì người ta thấy rằng có hai loại chính là phần bắp mềm và phần bắp mỡm. Không đẹp lắm, chút nữa có hình đẹp hơn các anh chị ha. Đây là thông linh thất phần quanh màng ha, thông linh thất phần khoát này, thông linh thất phần cơ này, thông linh thất phần nội. Thì tần suất nó chiếm khoảng 1.5 đến 2%, 2.5% trẻ ra đời còn sống, nhưng mà chiếm tỷ lệ rất là cao, từ 20 đến 25% các cái bệnh tim bẩm sinh ở trẻ nhỏ, và 75 đến 85% là thông linh thất nằm ở phần màng hoặc là quanh màng. Và người ta thấy có một sự đóng tự nhiên của cái bắp tim thất. 74% thai kỳ có thông linh thất đơn thuần được quan sát thấy ở hai người làm khác nhau và hai người làm độc lập mà có kinh nghiệm hết á. Và cái thông linh thất này sẽ đóng tự nhiên trước sinh. Tuy nhiên có một số thì không đóng. Nhưng mà người ta thấy là cái 76% sẽ đóng trong năm đầu đời. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mình làm hai người làm khác nhau đi nữa, mình thấy có thông linh thất rõ ràng, thì cái tỷ lệ tự đóng tự nhiên cũng chiếm tỷ lệ rất là cao. Và sau khi mình song song trong năm đầu tiên, cái tỷ lệ đóng của nó cũng rất là cao. Nếu mà trong năm đầu tiên mình siêu âm mình thấy có thông linh thất, mình thấy cái mô mà gần cái thông thất phần màng đó, thì cái mô của văn ba lá nó phát triển rất là tốt, mà mình thấy thông linh thất hạn chế, mình có thể theo dõi áp lực phổi không cao, không thất lỗ nhỏ, mình có thể theo dõi một thời gian có thể tự đóng. Ở đây có nhiều ca theo dõi xong thời gian tới cái ngày đi mổ, xong tim rồi, xong tim về ốp á, không thấy thông thất nữa, thông thất tự đóng ha. Có kích thước và vị trí lỗ thông có vai trò quan trọng trong sự đóng tự nhiên. Thông thường thì thông linh thất phần mỡm và phần quanh màng có kích thước lớn thì có khuynh hướng tồn tại, trong khi đó thì thông linh thất phần cơ có kích thước nhỏ và dài thì khuynh hướng đóng tự nhiên nhiều hơn. Người ta thấy nếu mà cha mẹ bị thông linh thất thì nguy cơ của con có bị không, thì người ta thấy có chứ phải không ha. Thì người ta thấy là nếu cha mẹ bị thì tăng nguy cơ của con. Một nghiên cứu hồi cứu chỉ ra nguy cơ bị bệnh tim bẩm sinh của trẻ là 3% sinh ra từ những bố mẹ bị thông linh thất. Nếu đã sinh ra một đứa con bị thông linh thất rồi thì lần sinh sau tỷ lệ con bị thông linh thất là từ 2 đến 5%. Nếu cả hai con mà bị thông linh thất rồi á, nó tăng lên nữa từ 10 đến 15%. Ở viện tim có mổ hai đứa con của một bà mẹ đều bị cái chứng pha lô á, hai bà sinh hai đứa con bị cái chứng pha lô á. Và khi mình làm siêu âm thì mình có những tiêu chuẩn như thế nào, thì thông linh thất có thể chẩn đoán được trước sinh do Doppler xung và Doppler màu thì rất hữu ích trong chẩn đoán. Nhưng mà cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán mà thông linh thất là trong hai đêm, mình thấy sự mất liên tục của cái bắp linh thất là nó quan trọng. Tại vì khi mình cho đất lơ màng vô mình thấy nó có thể vẽ như có, nhưng mà mình nhìn kỹ lại mình để đất lơ vô mình thấy nó không có sự chênh áp ngang đó, hoặc là dòng máu không có cao, đó là nghi ngờ rồi. Có thể hình ảnh gọi là artifact thì ổng giả rồi. Mặc dù cái thông linh thất là bệnh tim thường gặp nhất
thông liên khớp thì chiếm 5% và đứng hàng thứ 5 sau các bệnh tim bẩm sinh khác của thai kỳ, như là kênh nhĩ khớp chiếm 18%, hội chứng giãn sản tim trái là 16%, hẹp eo và mạch chủ là 11%, bất thường Epstein là 7%. Rồi, chẩn đoán dựa vào siêu âm 2D thì mình thấy sự đứt đoạn rõ rệt của cơ bắp liên khớp và biểu hiện bằng một vùng đang co trống, cũng như mình nhìn thấy liên tục có một đoạn nó mất đi rồi. Mình làm, mình phải làm tim thai nhiều lần với đầu dò tần số cao từ 7 đến 7.5 MHz. Khi mình làm siêu âm mình phải trả lời được các vấn đề, ví dụ như là vị trí của lỗ thông, kích thước của lỗ thông, mối liên quan đến các cấu trúc lân cận, ví dụ thông liên khớp có hở van hay lá hở van, ba lá hở van mặt chủ gì không. Nếu mà thông liên khớp sát cái van nhĩ khớp thì đó là thông liên khớp đường nhận. Thì mình thấy là nếu mà thông liên khớp đường nhận đó, thì hai cái lá van nhĩ khớp có nằm trên cùng một thẳng hay không, để mình coi trong bệnh lý gì. Kênh nhĩ khớp ha, kênh nhĩ khớp thì thường trong kênh nhĩ khớp thường có thông liên nhĩ, và thông liên nhĩ có thể lỗ tiên phát hoặc lỗ thứ phát gì không, mình coi mình tìm hết ha, và đánh giá huyết động, còn mình xem chức năng thất của nó tốt hay là nó giãn buồn thất hay là nó như thế nào, và tìm các cái tổn thương phối hợp. Cái mặt cắt chuẩn và rõ nhất thường dùng và ít sai sót là mặt cắt bốn buồn, nhưng mà mặt cắt bốn buồn dưới giường thì tiếp cận với các liên khớp tốt nhất, do cái trình tiêu nó vuông góc cũng giống như là thông liên nhĩ, thì cái lúc đó cái bắp liên khớp hay bắp liên nhĩ nó nằm thẳng góc, mình nhìn thấy rõ hết. Các anh chị thấy các bốn buồn dưới sườn ha, cái bắp liên khớp này, các anh chị thấy bắp liên khớp còn nguyên không, bị mất liên tục miếng này do đất lên, mình thấy nó sực ra chút nè. Đây, mà cắt dưới sườn, đây lỗ bầu dục mà các anh chị ha. Theo các anh chị thì ở đây cái nào là thấp trái, cái nào là thấp phải. Bây giờ ở trên, phải, dưới, trái là dưới. Phải, trên, trái là dưới. Thấp phải là thấp gì? Thấp phải. Đúng rồi, thấp phải. Bây giờ mình mà mình học giỏi hơn chút nữa, thì mình thường đó, nếu mà mình cắt, cái mình rà xuống, nếu mà mình thấy được cái dạ dày ở đây, mình thấy động mạch chủ ở đây, chỗ này là gì? Nhĩ trái, đúng rồi, nhĩ trái, xong mình lắc qua lắc lại cho mình thấy hai ba cái tĩnh mạch đổ vô đây, chắc chắn là nhĩ trái rồi. Còn nếu mà ở đây cho mình lắc tới lắc lui mình thấy có cái tĩnh mạch đổ vô đây, để đắp lơ vô mình thấy đúng là tĩnh mạch thiệt, đây là nhĩ phải ha. Cái này là ống tim bình thường, tim thai bình thường. Nhưng cái mặt cắt dưới sườn á thì mình thấy và thông liên khớp đường nhận và cơ bè, nên cần làm thêm các mặt khác như là cắt trục dọc và các mặt có trục ngang chuyển từ mỡ đến đá. Thì mình chuyển từ từ nè ha, chuyển từ từ đây, các mặt có trục ngang này ha, mình chuyển từ từ để mình thấy được hai cái đường khớp này ha. Thông khớp mình dễ quá ha, thông khớp mình cơ bè ha, cái này dễ rồi ha. Các anh chị thấy cái sự trên của van hai lá và van ba lá thường bình thường các anh chị học rồi, các anh chị nhớ trên bao nhiêu không? Trên đi, trên đi. Tối đang là 8 là hết sức rồi, 10 là có chừng đó. Đúng rồi, 8 tính theo mấy chuyên gia. Nó còn trên 10 thì thấy ít lắm. Nếu mà mình làm mình thấy cái này trên 10 thì mình coi cái lá bắp, cái lá trước thì kia nó như thế nào. Lá bắp nó có đóng thấp hay không, cái chừng nó extend rồi đó. Cái này thì đẹp hơn ha. Nhà các anh chị vùng phát nè, con mèn, cơ bè, mình nhậm. Thì mình cắt, mình sẽ cắt cái trình tiêu từ từ ra, các anh chị sẽ thấy đó, các anh chị cắt ngang trong màng không thức trong màng, cắt bốn buồn đó. Đây là, các anh chị thấy đây là gì? Đúng rồi ha. Nếu mình thấy có một cái động mạch ở đây, mình thấy có một cái nó đập, một cái nó không đập, mà nó xì lên, nó xẹp xuống một cái động mạch, một cái tĩnh mạch,
các anh chị đặt đất lơ vô đoạn mặt thì cái trường cũng nghĩ cái này là dưới trái ha. Rồi mình cắt thấp xuống chút xíu, cắt xuống chút xíu thì không thấp còn gì đây các anh chị. Đã có cái hình 44 cái này, bây giờ mình nhìn về nè. Mình nhìn về nè, mình nhớ hình này đi ha. Nếu mà cắt cái tia nó về, không có phần nè, nên không có phần lòng, không có phần cơ bè thì mình thấy rõ ở mặt cắt. Bốn buồn dưới sườn ha. Mấy cái này thì nó mới khó hơn. Không nên thất buồn nhận thì các anh chị mới sát cái ban bị thất nha. Thường mấy cái trường hợp này thì nó nằm trong cái bệnh cảnh kênh bị thất. Mà mình làm xong tim thai mà thấy kênh bị thất, mình coi kênh bị thất toàn phần hay bán phần, có mấy bộ máy van bị thất và có mấy vòng van. Thì thường nếu mà kênh bị thất toàn phần đó, thì thường có một bộ máy van và một vòng van, và ngay chính giữa nó không có gì hết. Các anh chị nhớ không? Ngay chính giữa, ngay chỗ cái van bị thất và cái nhĩ trái và thất trái hay là nhĩ phải thất phải á, thì ngay chính giữa nó không có gì ở giữa hết. Rồi hơi chết chút xíu á, mình sẽ thấy thông nhân thoát phần cơ bè các anh chị. Này thông nhân thoát dưới đầu chủ hơi khó nhìn ha, hơi khó nhìn chút, nhưng mà nếu mà các anh chị thấy thông nhân thoát mà dưới đó thì các anh chị sẽ làm cái dạng mà các cành ít trượt ngang ngang qua mặt chủ ha, các cành ít trượt ngang ngang qua mặt chủ, mình coi cái động mạch chủ nó như thế nào, tức là cái thông mạch phổi, van mạch phổi nó ra làm sao nha. Đây thì mô tả lại cho các anh chị thôi, đây là thông liên thoát dưới động mạch nha các anh chị ha, động mạch chủ, động mạch phổi ra, thông liên thoát quanh màng, thông liên thoát phần cơ, sao thông liên thoát đâu, cái này là mạch cắt gì à, thông liên thoát dưới động mạch đó các anh chị. Mà các cành nó trượt ngang cái này thì ở trên hình thì nó trên máy thì nó rõ hơn, bên đây thì nó mờ hơn. Và các cành nó trượt ngang ngang vào mặt chủ đây, mặt phổi thân đây ha, hai cánh đây, các anh chị thấy ở đây còn chớp không hay mất chớp rồi ha, mất chớp là nghĩa là sao, có nghĩa là mình không có thấy một cái ngúa vô nào ra từ cái thân mặt phổi lên hết, mình thấy cái van không thôi, mình không thấy cái phần gì còn lại hết, gọi là thông liên thất mất chớp, gọi là đứt ly cơ mất tích ha. Rồi thông liên thất dưới động mạch luôn, cái này nó hơi mờ các anh chị ha. Đây là nhĩ trái, thất trái, van hai lá, van là mạch chủ, ngay dưới van là mạch chủ có thông liên thất đây. Để mình cho mấy bạn hết cái bài này hết ha. Rồi. Này thì thấy gì anh chị? Cưỡi ngựa. À, giỏi. Đúng rồi, bây giờ mình giỏi quá đó. Cưỡi ngựa bao nhiêu phần trăm? Trên 50%. Trên 50% thì mình sợ nhất cái gì? Hai đi ra. Không phải hai đi ra thì mình tìm cái gì nữa? Được. Giỏi quá. Nếu mà cái sự liên tục, nó mất liên tục bao nhiêu thì mình gọi là... Mất liên tục bao nhiêu? Tính mấy? Dạ bài ha, dạ bài ha, thầy giảng thôi ha. Bây giờ mình thấy là trên siêu âm 2D thì mình thấy thông liên thất á, thì mình đo được cái đường kính và nhỏ nhất mình đo được là 3mm, mà những cái lỗ nhỏ hơn thì khó thấy hơn, mà cái đường kính này nó có thể sai số từ 1 đến 2mm. Khi trẻ sinh ra có thông liên thất thì có làm đất lơ màu, thấy hình ảnh xoáy của dòng máu qua lỗ thông hay không? Và ngược lại trong bào thai thì cái hình ảnh mà đốt lơ sung và mà ít có giá trị do áp lực tự nhiên có hai thấp gần bằng nhau ha, nên mình để đốt lơ vô mình thấy nó xoáy ít lắm, nên người ta mới nói là tiêu chuẩn vàng là siêu âm 2D chứ không phải là đốt lơ. Nếu mà thông liên thất đơn thuần thì không gây ra rối loạn kích động trong bụng mẹ, nhưng mà ta thấy có ngoại lệ là khi có hẹp hay là không có đường thoát thất phải là hẹp hay là không lỗ van mà phổi á, thì khi đó cái sân á, thường cái vận tốc nó thấp. Tuy nhiên có một vài báo cáo thì ta thấy là sân hai chiều hoặc là sân một chiều. Sân hai chiều á, thì là sân trái phải vào từ trường thu và phải trái vào từ trường trương, còn một chiều là sân từ trái sang phải, rất là hiếm khi
được cái vận tốc nó cao. Còn siêu âm công tráp á, thì để coi coi chẳng hạn mình bơm công tráp vô thì mình xem có thông thất thực sự hay không, thì cái này người ta cũng còn bàn cãi, thì người ta thấy tạo một cái tâm lý không tốt cho bà mẹ, ngoài ra có thể ảnh hưởng tới thai, nên người ta khuyên mà không làm. Và giới hạn của siêu âm chẩn đoán sớm thì rất là có tính khả thi, nhưng mà có khả năng tin cậy thì thấp hoặc là không có. Trong tim thai thì khi mà thai được từ 10 đến 16 tuần là mình có thể nhìn thấy theo các tác giả là đem bớt và cộng sự, nhưng mà luôn nhớ rằng không chính xác hoàn toàn vì tim thai lớn gấp đôi vào từ 14 đến 18 của thai kỳ, nên luôn đánh giá tiếp ở tam khái nguyệt sau. Ví dụ 3 tháng đầu mình làm lần mình thấy mình nghi ngờ không đi khớp thì mình khuyên bà mẹ nên đến vào 3 tháng sau. 3 tháng sau mình coi lại dùm chứ đừng tính tiền. 3 tháng sau mình coi lại dùm, mình thấy vẫn còn không biết hết nữa thì mình nói sản phụ là thôi, gần tới ngày sinh hoặc là thay vì tới ngày dự sinh là bao nhiêu đó thì mình đi trước đó 2 tuần hoặc là 4 tuần mình coi lại. Mình coi lại vẫn thấy không biết hết thì mình khuyên bà mẹ là sau khi sinh con xong thì tiêu chuẩn vàng vẫn là siêu âm tim sau khi sinh. Từ khi trước sinh mình tưởng đoán nhiều thứ, nhưng mà mình nói là cái gì chắc chắn thì mình thấy mình nói chắc chắn, còn chưa chắc chắn thì mình mời người ta đến làm một lần nữa. Thì làm một lần sau sinh giống như mình nói là khi mình coi lại giúp người ta thì mình làm với tính chất là mình nghiên cứu, mình xem, mình không tính tiền. Ở đây ở viện tim cũng vậy, người ta rất là sẵn lòng mà người ta đến để mình kiểm tra. Về độ tin cậy của chẩn đoán thì chưa cao, vì theo tác giả Crawford và cộng sự hay là Benacarab và cộng sự thì bỏ sót thông tin thất rất là nhiều, có thể từ 35 đến 70%. Tại vì cái này là tùy theo tay nghề của một quý bác sĩ thôi. Từ khi có chỗ thì thất, có chỗ thì cao. Khi mình nghi ngờ ở đây, khi mà mình siêu âm tim thai, mình nghi ngờ có bệnh tim bẩm sinh thì mình nên gửi một cái người khác gọi là giỏi hơn mình hoặc là ngang mình cũng được, để người ta coi lại có giống như mình hay không. Và mình cũng đừng có gọi là mặc cảm như này nhiều, tại vì mình vừa làm mình vừa xem thử coi có sự sai sót gì hay không, thì mình nhờ một người để làm xong mình nhắn cái người mà sản phụ đó cầm cái kết quả nữa cho mình coi. Và sản phụ bây giờ người ta rất là tin, người ta khi mà người ta làm một cái ở chỗ một cái bác sĩ mà có bệnh tim bẩm sinh cho con mình rồi thì người ta sẵn sàng, người ta hỏi chuyện này kia hết để người ta tìm một người nữa mà làm khá tốt, thì người ta không bao giờ đưa cái kết quả cho mình coi đâu. Mình làm xong mình giải thích thì người ta mới đưa cái kết quả của cái người khác cho mình coi, giống như là test mình lại cho đúng hay không. Về điều trị thì trước sinh nếu nghi ngờ thông linh khớp trên siêu âm thường quy thì phải có chương trình chăm sóc toàn diện như là siêu âm tim thai kỹ lưỡng cùng đánh giá các bất thường khác. Và nếu mà có nhiều ý kiến là không nên điều trị khi mà thông linh khớp đơn thuần trước sinh, chỉ cần chăm sóc sản khoa đầy đủ. Tuy nhiên nếu mà có thông linh khớp kèm cái dị tật khác cho thai nhi mà thai nhi vẫn khỏe mạnh thì có thể nên tiến hành can thiệp khi mà phổi trở trưởng thành. Còn sau sinh thì hầu hết thông linh khớp đơn thuần có thể đóng tự nhiên tới 74%, có tác giả nói tới 76% trước sinh, bởi vì thông linh khớp trong bào thai thì nó ảnh hưởng đến tỷ lệ bệnh tật và tử vong thấp hoặc là không có. Và theo dõi trước sinh thì thường xuyên cũng không có lợi, tại vì tạo một cái tâm lý lo lắng cho sản phụ. Và một số sản phụ nói là con tôi bệnh tim, người ta rất là lo lắng, có một số người đòi bỏ thai mà. Nên mình phải giải thích với người ta như thế nào để mình tạo cho người ta một cái cảm giác là cái bệnh này là bệnh thuộc loại dễ trị chứ không phải khó trị. Bây giờ có nhiều phương pháp trị rất là tốt, ví dụ qua thông tin can thiệp người ta bích lại, không có cần cưa xương ức gì kia nữa, thì cho sản phụ gọi là có một cái tương lai tốt đẹp hơn thì người ta sẽ giữ thai. Chứ còn mình nói là có bệnh tim này mình thích một đó thứ chuyện khác, ví dụ mình nói là cái này có những cái biến chứng như là tăng áp lực phổi, đến một lúc nào đó tăng áp lực phổi nặng quá thì không mổ được mình kia, tại vì sản phụ một cái tâm lý lo lắng thì không được. Ở trong cái giai đoạn chu sinh thì mình khám thực thể kỹ lưỡng nhằm tìm ra các cái biến chứng mà mình chưa phát hiện được trong lúc mình làm siêu âm tim thai. Những cái test xâm nhập thì không cần thiết nếu mà thông linh khớp không có biến chứng. Trẻ nhỏ mà có thông linh khớp vẫn nhỏ chưa cần điều trị,
Nếu mà thông nguyên thấp, trung bình, cũng lớn thì mình theo dõi sát và mình can thiệp kịp thời. Và cần phòng ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. À, những cái guideline mới, các anh chị có đọc cái guideline mới về viêm nội tâm mạc nhiễm trùng không? Châu. Có, thì cái trường hợp này có phòng ngừa không? Không ha. Nhưng ở nước ngoài á, thì mình nói là những cái trường hợp thông nguyên thấp, thở van hay lá này kia là không có chỉ định phòng ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Nhưng riêng ở Việt Nam thì mình hỏi các thầy lớn thì các thầy nói là vẫn phải phòng ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng vì người Việt Nam cái vệ sinh răng miệng không tốt, nên vẫn phải phòng ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Người ta nói là chỉ phòng ngừa những người có nguy cơ cao, ví dụ như là bệnh nhân mang tăng cơ học và tiền sử viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, tiền sử đặt những cái phẫu thuật tạm thời, đặt những cái ống là đắp rong hay gọt tét người trước đây thì mới phòng ngừa. Còn những cái trường hợp như thế này là không phòng ngừa. Nhưng mà khi hỏi hết các thầy lớn ở Việt Nam thì các thầy khuyên là nên phòng ngừa ha. Điều trị nội và ngoại khoa. Điều trị nội thì khi có suy tim với các thuốc các anh chị quen rồi ha. Điều trị ngoại khi có tác lực phổi hoặc là suy tim sung huyết hoặc là giảm oxy máu hoặc là suy tim tiến triển nhanh thì lúc này mình chỉ định phẫu thuật. Đó là nguy cơ phẫu thuật còn cao, chứ thật ra ở đây mình thấy đóng thông minh thất đâu có còn nguy cơ đâu có cao đâu các anh chị ha. Đóng thông minh thất ở viện tim với viện tim Tâm Đức thì cái tỷ lệ thành công rất là cao, trên 98% rồi. Tỷ lệ thành công rất là cao. Những cái biến chứng này cũng có thể có sau mổ ha. Tiên lượng tử vong thì tùy thuộc vào cái giải phẫu học và mức độ rối loạn huyết động. Theo tác giả Campbell thì nếu không điều trị thì 27% bệnh nhân tử vong lúc nhỏ hơn 20 tuổi, rồi 53% lúc 40 tuổi, 39% lúc 60 tuổi. Mà cái tình hình Việt Nam mình thì nó khác quá. Các anh chị thấy hiện tại thì tôi có theo dõi một cái ca trăm này là không liên thất, 38 tuổi, không liên thất lớn, Asperger luôn rồi mà vẫn sống bình thường, chỉ có hơi mệt khi mà đi gấp, đi nhanh, chứ còn không nếu mà đi 3 tầng lầu mà đi từ từ không có khó thở gì hết. Thì bây giờ mình có nhiều cái thuốc để điều trị, ví dụ như cái thuốc Sildenafil, Bosentan và Tadalafil thì nó làm cũng giảm được phổi phần nào, nên bệnh nhân vẫn có thể sống được. Ở đây khi mà những cái bệnh nhân vô mình á thì khoảng ba mấy 40 tuổi thì thường có suy tim càng theo là thường là suy tim phải phù nhiều, người kia người ta muốn vô mình nhiều. 1993 thì có một nghiên cứu dài hạn 1.300 bệnh nhân bị thông nguyên thất. Và các tác giả rút ra kết luận là cái tỷ lệ rối loạn nhịp nặng hoặc là đột tử thì cao hơn bình thường, có thể đến 30% gồm cả thông nguyên thất lỗ nhỏ, sống còn là đến 87% sau 25 năm. Tỷ lệ sống tăng có thể do điều trị tốt, chấm dứt thai kỳ tăng khi mà thai nhi có bệnh tim, điều trị nội và ngoại hiệu quả hơn, chăm sóc trước sinh và sau sinh tốt hơn. Thật ra bây giờ sản phụ giỏi lắm các bạn, thì con bây giờ toàn là con quý luôn à, ai cũng sanh ít hết trơn á, trừ trường hợp là mà những người mà gọi là phụ nữ mà làm nghề nội trợ mới ở nhà sanh nhiều thôi, chứ còn đa số những phụ nữ đi làm bây giờ người ta hoàn thành nhiệm vụ là hai con là nhiều rồi. Và có tỷ lệ cao có ý nghĩa việc chấm dứt thai kỳ, người ta thấy có thể tới 41%, và chết tự nhiên có thể 16%, chết trước sinh là 15%. Và cái tỷ lệ tử vong bệnh tật của trẻ nhỏ và trẻ lớn có thể 3% so với trẻ sinh ra mà không có bệnh tim. Các bất thường liên quan nãy giờ mấy bạn nhắc nhiều biết ha, có thể có các bất thường của những sắc thể như là những sắc thể 21 cho hội chứng đau, những sắc thể 18 cho hội chứng tắc ruột. Đây là một vài cái bệnh tim bẩm sinh mà kèm thông liên thất thường gặp, ví dụ như thông lỗ qua động mạch phổi, thất liên thất thở, thông liên thất là cái gì ha. Mới mốt mình sẽ giấu cái chữ này trước á, này quên ha, chữ đây là động mạch các anh chị ha, các anh chị ha. Kênh giữa thất toàn phần
có một cụ nói con bị thất, không nên thất bình nhận, không nên nghĩ lỗi rất là lớn, thì đã mình nói là chính giữa không có cái gì khi qua có mở, thì đây là một cái cảnh trống. Thì chúng ta lo ha, chúng ta lo là một chủ cởi ngựa, là hạt phiểu, và ba mặt phổi. Bốn tiếng thần hoa, mà cô nhớ ha. Hồi chúng ta với bạn biết rồi ha. Chứ hết vợ. Bây giờ các anh chị gọi là thời đại internet, các anh chị mở ra, các anh chị tra là những cái nó diễn tả từng thứ mà các anh chị. Các anh chị cần nhớ bài này. Nói chung là tóm lại học bài này các anh chị nhớ một hình duy nhất. Ha. Nhớ một cái hình duy nhất cái hình đó. Có vẽ thành màu nó vẽ không nên thoát cho nè, không nên thoát bình thoát, không nên thoát bình nhận, không nên thoát cho bè, cắt cắt như thế nào từng hình vẽ rất là kỹ, mình nhớ.